lâu quá bà ơi, lâu quá, thấy chưa? Chưa. Ôi trời này nó. Chắc cậu đáp trễ chuyến bay rồi má ơi. Ừ. Gán nhìn cái Út. Dạ. Má 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 cậu Út sang nghe. Em được hết. Ôi, bà con làm Usan xúc động quá. Usan xa quê hơn 30 năm rồi mà bà con vẫn còn nhớ và thương Usan. Thank you, thank you. Ôi, bà chị hai tuổi đâu rồi nhỉ? Wow. Bà nội cha nó trời ơi. Chị hai. Ây, trời. Sao má? Chị hai. Ôi dạ. Trời, chị hai. Trời ơi, ba thứ năm rồi chị hai mới gặp lại em, chị hai xúc động quá. Chị hai nằm bẹp dưới đất luôn hả? Trời đất ơi, em tao mà lên ông cố nội tụi bay chạy tràn qua đầu tao luôn à. Còn cậu nói tiếng Việt được không? Dạ được. Kêu tôi coi. Chị hai vào. Ông xa. Con gì thối vậy? Dạ con tròn đó chị hai, đẹp không chị hai? Đi nè, cậu ơi, đây là thằng Út. Cậu đi là tôi mới sanh nó. Còn này có Quý lúc cậu đi nó 1 tháng tuổi. Ừ. Dạ mắc cười quá à. Ngày nào tụi nó không FaceTime tham với em rồi mày đặt giới thiệu. Công nhận hai đứa ngoài xinh thiệt. Cậu cậu, nắm nó khám cậu. Không. Đưa đây. Trời ơi, Việt Kiều đi 30 năm có khác không bạn mày? Da dẻ đẹp quá trời luôn. Trắng bóc à. Vậy là đứt hết ghẻ rồi hả cậu? Gì vậy chị hai? Quê nha. Trời ơi, tự nhiên đem cơ thể em lõa lồ ra đi. Quên, tôi mừng quá, tôi quên. Bị nhỏ tôi tắm cho cậu thấy ghẻ không, giờ về trắng tóc à. Ủa, thằng hai đâu, đâu cậu? Dạ, dạ, anh hai ảnh... Nó ở nhà đó chị. Sao cậu biết? Dạ, nó để tự ruột của em mà. Hôm nay tiền bạc danh dự của em là trong tay của nó. Mọi người ơi, cậu Út về là... Bây giờ về được quê hương của mình, ăn Tết trên chính quê hương của mình, trời vui quá luôn. Ê, 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 ê. Thằng Phú phải không? Thằng Phú mày bày đầu phải không? Hồi sáng mày không đi đâu đón cậu mày. Thì cậu dặn con sao con mới làm vậy chứ? Trời đất ơi, mấy đứa mày hết toa rập hết trơn. Mỗi sáng thấy cái mặt thằng nào nó gian quá trời gian luôn à. Em cho tiền Phú kêu nó mướn nguyên đoàn luôn á, chị hai thấy vui không? Chứ em là em thấy vui lắm á. Thôi, bài cái nhà như cái hội chợ vậy trời. Nhà xong là tụi bay phải dọn nghe chưa? Chị hai yên tâm, tụi em lo hết. Vui đi chị hai. Cậu không về ăn Tết thôi, 30 năm cậu mới về. Cậu chơi vỡ nóc nhà luôn à. Vui, vui. Em đi, xì mai hộ chị hai ơi. Khoan. Bà con, tất cả mọi người đứng ở đây để cho gia đình tôi vô trong thắp nhang cái đã, rồi xíu nữa mình ăn nhậu sao? Nhang đi cậu. Quy quy.
Dạ. Lấy con trộm xuống cho cậu. Trộm đâu cậu? Trên vai cậu nè. Nóng rồi tròn lông làm chi rồi bây giờ cởi. Chị hai thông cảm, em ở Las Vegas 30 năm rồi, không có nhớ ở Việt Nam nó nóng như vậy. Thắp nhang đi. Dạ. Ba má, thằng Út của ba má, sau 30 năm nó đã về thăm quê hương, ăn Tết cùng ba má. Chị hai ơi, nhà của chị trai hả chị hai? Bậy bà. Không có, em thấy khói quá. Thắp nhang lẹ cậu ba ơi, rồi chạy. Thắp nhang. Được ăn vậy? Dạ, được ăn liền chị. Chị Hồng ra ngoài ngồi đi. Rồi tụi em thắp nhang là ăn liền. Lẹ lên nha, tao đau hoa tử. Tao nhìn lâu không có được đâu á. Dạ. Nghe nha, nhớ em nha. Biết rồi. Dạ ra ngồi trước đi chị. Dạ. Trời đất ơi. Cậu Út. Cậu. Con hết sức xin lỗi cậu. Con thuê có 50.000 mà người ta diễn tới 150.000 lần. Dạ, nhưng mà cậu biết sao? Trong đó có bà con dòng họ của mình vô thắp nhang nữa cậu. Ui. Chủ yếu là vui mà. Dạ. Vui. Bà con người ta thắp nhang rồi. Bây giờ phú quý phát. Dạ. Lên. Dạ. Sao cậu? Má con đâu? Ủa hai đâu bút tiêu má rồi. Mẹ đâu rồi? Tao ở đây này à. Trời đất ơi. Chị hai làm gì mà giống như chuột chui vô lò cống vậy? Dạ. Trời ơi má ơi. Quá làm lại con má. Bà con làm quá chị hai ha. Thắp nhang cho ba má đi cậu ơi. Dạ. Con xin lỗi ba má nha. Đứa nào bày cái trò này hả? Vui mà chị. Ôi, tất cả vì một cái Tết đoàn viên. Chị hai ơi dạ em xin phép chị hai cho em phát biểu nha chị hai. Dạ xin phép mấy cháu cho cậu nói ha. Cảm ơn bà con, kính thưa quý vị bà con cô bác. Hôm nay là Út Sang rất là xúc động, rất là hạnh phúc. Út Sang tôi rất là vui khi thấy bà con đến đây rất đông đủ. Nhìn những ánh mắt đó, nhìn những nụ cười kia, trời ơi, thiệt rất hạnh phúc. Bà con biết không, từ lúc Út Sang đi, tóc hãy còn rất xanh. Khi về tóc đã lơ phơ chớm bạc, nhưng bà con ở đây không có ai quên Út Sang hết á. Người nào cũng nhớ. Trời ơi bà con, thương Út Sang quá. Út Sang rất xúc động. Bà con thấy là Út Sang nói đúng không? Sao tao nói quá mà bà con ăn không mấy mai vỗ tay vậy? Mày cậu để con. Trời đất ơi bà con ơi, cái gì vậy bà con? Trời ơi 50.000 một người đâu phải nhỏ đâu. Ai không vỗ tay trừ 10.000. Bà con lại làm tôi vui nữa. Nhà không có gì ngoài điều kiện, cho nên là xa quê hương 30 năm rồi, năm nay tôi quyết định trở về quê ăn Tết với gia đình, với chị hai tôi và ba đứa cháu, và cùng với bà con. Cho nên quý vị đừng có ngại ngùng gì hết. Bà con có việc ăn uống cho nó sai, ăn Tết cho thiệt linh đình. Có ăn thì cứ ăn, có uống thì cứ uống, chơi cho đụng đất luôn nha quý vị. Vui quá vui. Dạ. Nói vậy thôi. Chứ cậu ba Sang đây á, đi mấy chục năm rồi. Rồi cái về rồi tự động là kêu mấy đứa cháu trong nhà nó tổ chức. Thôi thì cũng như là gặp tất cả các cô chú bác ở đây, được một tiếng cho Út Sang nó chào hỏi, rồi mấy con mấy cháu tụ tập ăn. Thôi cũng toàn bàn mâm trên, anh chị lớn. Vậy còn cháu, ai uống được thì uống, không uống được thì thôi. Chứ không có nhậu rồi xỉn, rồi quạo, rồi quậy, nha. Cậu Út Sang có đem cà phê về. Dạ. Nói chung, bà con cứ việc ăn,
việc uống ai uống được nhiều uống, cái vụ mà rượu bia là mình không có ép. À đây, ở đây đây này nè nè. Dạ Út Sang, kính thưa với quý vị, dạ ở bên nước ngoài, dạ người ta thích uống cà phê ly sandwich lắm, cho nên Út Sang xách về đây ít lắm, có một vali à. Bây giờ ai uống rượu được thì uống, ai không uống được mình chơi cà phê. Đừng có quậy nha. Cậu hứa với tôi là không có quậy quọ hen. Chị Hai kỳ quá à. Đó là lúc em còn trẻ trâu kìa. Giờ em lớn rồi, em nói thiệt chị, em nhậu đàng hoàng lắm. Em nói em bây giờ tôi nói nó vô khuôn dữ lắm chị Hai. Trầm phải không? Dạ. Vậy được. Bây giờ nó nghe là trong cái không khí vui vẻ giống như vậy. Em cầm đây đi. Dạ. Nói chung là trong cái không khí vui vẻ, bà con vui sướng chúc mừng đón xuân, thì tôi muốn hát một bài tặng cho bà con được không? Em hát chị Hai nhảy đi chị Hai. Ê bậy, ông mất mấy chục năm nay rồi, chị Hai đâu có nhảy nhót gì. Với bà con ở đây còn gia đình bên chồng bên vợ, người ta dòm vô người ta nói chị là nết na đàng hoàng đầm thắm, chứ ai mà cả giật cả thọt nhảy bao giờ. Chị Hai kỳ quá à. Hôm nay chị Hai về uống sang bữa đi, lâu lâu em mới về, 30 năm em mới về tới đây chứ bộ. Hứa với tôi ăn nhậu không có quạo mà. Em có quạo nhưng mà chị Hai vui với em. Thôi không có nhậu nha. Má con nói đúng rồi đó, kể từ ngày đó là má con không còn nhảy dù nữa. Vậy? Ủa gì đó? Mày! Má con không còn nhảy đầm nữa. Trời ơi, không nhảy đầm nữa. Chị Hai ơi, chị Hai về Út sang đi. 30 năm Út mới về một lần mà chơi đây. Cậu đừng có lo. Má con nói vậy thôi, nhưng mà cậu cho má con uống 3 ly thôi, má con quậy banh cái xóm này luôn. Trời ơi, hay luôn hả chị Hai? 30 năm rồi mà cái nết của chị Hai cũng y vậy hả? Cứ 3 ly là chị leo lên nóc hả chị Hai? Hồi xưa thôi, chứ bây giờ đã lâu lắm rồi, mấy chục năm. Mấy đứa nhỏ thấy có một lần ơn à. Vậy luôn hả? Ừ, bị uống lộn mấy cái ly rượu cúng bằng thiên á mà. Rồi từ đó giờ có nhậu nhẹt gì nữa đâu. Không bao giờ dám đụng vô cái ly hết trơn á. Vậy luôn á? Ừ. Quý, qua đây nó nghe nè. Nó nghe nè. Bây giờ ba đứa tụi bay làm sao mà vô cho má mày uống được 3 ly, tao thưởng cho mỗi đứa 3 triệu. Cậu nói cái gì? 3 ly? 3 ly. 3 triệu? 3 triệu mỗi đứa. Đấy đứa nhỏ, ăn đi con. Đi. Kính thưa má. Cái gì vậy? Kính thưa bà con của bác, con với má trước lạ sau quen. Mày nói cái gì vậy mày? Cái gì vậy? Từ lúc má đẻ con ra, con đã quen với má. Tuy là ba con mất sớm, nhưng con không bao giờ cảm nhận cái sự cô đơn, bởi vì con còn có má bù đắp cái tình thương đó cho con. Và ngày hôm nay cậu Út Sang ở nước ngoài về, tự nhiên con nhìn cậu con lại nhớ tới hình bóng cha. Cậu giống cha con lắm. Má ơi, hôm nay con xin má uống với con một ly, coi như hôm nay là ngày đoàn viên của gia đình mình, được không má? Trời ơi mọi người ơi, tự nhiên tôi xúc động quá à. Nuôi thằng Phú con trưởng trong nhà, hôm nay nó lớn nó nói một câu nghe ấm áp quá. Giả lại hôm nay cũng có thằng em ruột nó về, coi như cậu ba nó về đây vui quá. Không biết nói gì giờ. Thôi thì con nó lại lên nó nói như vậy, nó đại diện cả nhà, coi như là đại diện cha nó luôn. Má sẽ uống với tụi con, với lại mời hết bà con. Thì thôi em xin phép cũng bên nội sắp nhỏ. Dạ, bên bàn chị Tư với chị Năm bên ngoại lâu quá em không có uống, mà hôm nay xin phép cả nhà mình uống ly cho nó ấm áp hen. Mọi người ơi, hãy theo tiếng đếm của con đếm 1, 2, 3 là mình vô nha. 1, 2, 3 Ơi rồi nè, uống nhõng đít hay không? Cái gì này chị đó, trời ơi. Dạ đây má. Má, má ơi. Gì nữa con? Con đứa con gái duy nhất của má. Biết, gái rượu. Dạ. Má biết không, kể từ cái ngày mà ba mất á, rắn nát mặt dầu tay kẻ nặng, nhưng má vẫn giữ tấm lòng son. Con biết là đã bao nhiêu lâu nay má đã rất cố gắng chèo chống, và đôi lúc má chồng chéo đủ kiểu để có thể nuôi tụi con khôn lớn lên người. Má hãy nhìn gia đình mình xem, khắp cái xóm này ai mà không biết gia đình giàu, sang, phú, quý của mình đúng không má? Ủa con em đâu chị ba? Mày là phát tài phát lộc lỡ giấy sao rồi? Má, cho nên là con rất là tự hào về gia đình mình. Con rất tự hào về má. Má có thể uống với con một ly được không má? Thương nó quá trời. Hay quá. Thương nó quá quý vị ơi. Thiệt tình á, nhà nào đẻ được đứa con gái đầu á, cũng như con trâu cả. Mà hôm nay nó lớn nó nói được vậy, có một đứa con gái gụng duy nhất à, nó nói nghe ấm lòng hết sức luôn á, khóc luôn vậy đó quý vị.
thương quá, cha con mà còn sống ổng mừng rớt nước mắt. Thôi thì hôm nay á, gái gụ muốn gì thì má làm theo vậy. Dạ, má, má vô với con đi má. Hả? Uống nữa hả bay? Dạ, uống với con một ly thôi má. Bà con cô bác ơi, bây giờ mọi người hãy cùng nâng ly với lại tụi con được không ạ? Mọi người ơi, 4, 5, 6. Vô hả? Vô. Uống nhỏng ly thấy không? Nhỏng rít mà. Ừ. Cậu còn tiền không? Ôi, khi dễ tao hoài mày. Dễ kêu mà. Dễ kêu. Bảo là má. Trời ơi, thằng Út cưng của tôi sao khóc vậy con? Ai làm gì đó vậy? Ai ngắt nhéo nó hả? Dạ không má ơi, má thấy chưa? Sao vậy con? Con mãi mãi chỉ là một cái dế sao cho một con thành ngữ mà thôi. Giàu sang phú quý không có phát. Có phát tài phát lộc, sanh con ra là giàu có, con đừng có buồn. Con buồn quá má. Đừng mà con, đừng có buồn. Phạt. Dạ. Không khí này lên lắm, vui lắm á, tự nhiên mày làm nó trùng xuống. Tao trừ á, làm cái gì cho nó vui lên. Dạ. Vui. Má. Ủa sao vui liền? Dạ. Ai tặng quà nó hả? Dạ không, tại vì con vừa nghĩ ra một điều rất thú vị má. Cha mất con rất vui. Ủa gì kỳ con? Dạ không, tại vì vậy nè. Má vừa đóng vai trò là một người làm mẹ, vừa đóng vai trò là một người làm cha. Vai trò của má quá linh hoạt đi. Con thực sự phải học hỏi má về điều này. Người ta nói mồ côi cha thì ăn cơm với cá, còn mồ côi má thì liếm lá đầu đường. Con cảm ơn má để cho con những bữa ăn cơm với cá mà không phải ra ngoài đường liếm lá. Làm dạ. Cái thơ gì kỳ. Dạ cho nên thưa bà con cô bác, xin mọi người nâng ly lên cùng với con. Xin mọi người nâng ly lên cùng với con. Thôi, dàm, rồi dàm má giàu của con. Để cảm ơn má về những bữa ăn ngon mà đã dành cho ba anh em tụi con. Ai đồng ý má con uống cho một tràng pháo tay đi. Rồi bây giờ con đếm là mọi người cùng vô với con nha. Hay hay. Bà con ta ủng hộ quá, mình phải con gái dạ. Vô đi. Thôi vô đi cậu. Thôi vô đi con. Dạ vô. 7, 8, 9, chiều. Hết luôn ơi. Ơi, em cũng hết luôn nè chị hai ơi. Đã quá. Cưng nó quá, nó lộng nè. Vui quá chị hai ơi. Em nói thiệt với chị hai á, chưa có một cái lần nè. Cái gì vậy chị hai? Nó rụ lên. Rụ lên hả? Kệ không sao, rụ lên là vui đó chị hai. Bây giờ trong cái không khí mà nó vui giống như vậy là mình phải hát phải không chị hai? Bây giờ Út Sang xin hát một bài tặng cho bà con cô bác cũng như là tặng cho chị hai. Dạ em hát nha, hai nhảy nha chị hai nha. Mình chơi xối xả đêm nay, mình chơi cho đụng nóc banh nóc luôn nha chị hai. Hát phải không? Em hát. Nhạc sống làm gì chơi bài sung sung coi. Em chơi chơi này vô. When I feel the tide is right, and you stay in by my side, and the love you give to me make my heart beat. When my fantasy fly away, but my feeling make me stay. I see the fire in your eye, it make my heart beat. Do it, we don't do it, night and day. You my all-time lover. Do it, we don't do it, anyway. Like there ain't no other. Touch, my touch. You my all-time lover. Suck in, to suck in. Come under my cover. Yeah. When I saw you at another party, you were talking to a girlfriend. I just walked out, rock the room and say hello, hello. While we dance, I feel your body touch.
touch your face and dare to kiss you. When the song was over, just gonna let you go, you go. Hey, hello, be my darling. Hey, hello, be my girl. Always wanted so much more than just a one night love affair. Hey, hello, feel the magic. Hey, hello, in the air, I can give you so much more than just a one night love affair. Affair. You're my love, you're my life. Every day, every night, is it right? What I feel, how I wish you were for real. You're my love, you're my life. Every day, every night, it's my dream. I'm with you. Would you make my dream come true? Cậu Út, đây dậy cậu Út ơi. Trời ơi, sao mấy đứa nhỏ nằm bấy bá tới ghê vậy nè. Trời ơi. Trời ơi, ơi sao nó. Trời ơi, cậu ơi cậu. Tôi là nề nếp giữ tiết hạnh 30 năm nay, không có chuyện gì xảy ra. Cậu về cậu quậy lầy trời với cậu. Lần đầu tiên mới thấy cảnh này tới ghê vậy nè. Ghê đâu mà ghê, em thấy vui quá mà chị hai. Em cảm ơn chị hai. Trời ơi, thiệt công nhận chưa bao giờ mà em có một cái đêm mà ta nói nó vui mà vui tàn canh gió lốc luôn. Thiệt luôn á chị hai. Ở bên nước ngoài mà mình chơi cái kiểu mà giống như vậy là em nói thiệt với chị là police là nó tới là nó hốt đi liền luôn á. Trời đất ơi, ban nhạc hôm qua ngon lành lắm mà sao giờ đâu hết trơn mà kèn trống giờ ai dựa ngửa luôn vậy cậu? Cái kèn thì em không biết, cái trống là chị chứ ai nữa. Tôi luôn hả? Trời ơi, em nói thiệt chứ chị, em phải nể chị. 30 năm rồi mà cái nết chị giống như ngày nào. Quất 3 ly là chị leo lên nóc nhà chị ngồi. Trời ơi, cậu biết tôi 3 ly là tôi xỉn mà cậu chuốt rượu tôi. Vậy mới vui, em xúi rồi đó cho bọn. Cậu là tôi cưng cậu nhất rồi đó. Tất cả vì một cái Tết đoàn viên. Ừ thì vui có vui thiệt. Nhưng mà thôi cậu ơi, cậu về cậu chơi đây chứ cậu làm vậy mang tiếng quá. Cậu hứa với tôi là không nhậu nhẹt nữa nha. Ôi em nói thiệt với chị, đêm qua là quá đã. Bây giờ em hứa với chị luôn là em thề luôn á. Em không bao giờ mà chơi mà nhậu nhẹt lầy giống như đừng tối có, hôm nay nữa. Đúng rồi, đừng có nhậu lầy nữa. Em mà nói sai đó là 30 Tết nấu bánh tét cũng ông bà đó là khét hết, khỏi cúng luôn. Hứa với tôi nha. Em thề. Không chị. Ăn nhậu lầy nha. Em hứa với chị. Vì một cái ơi. Tết đoàn viên. Vì một cái Tết đoàn viên, em hứa với chị không nhậu nhẹt lầy lội nữa. Cái Tết đoàn viên là gia đình phải đầy đủ. Ừ. Phú, Quý, Phát. Phú vậy đi. Đây rồi. Vậy đi. Trời ơi, còn mong cái gì nữa vậy con?
là... Trời ơi, con bé ba nó có nết ghê không? Nó ngủ nó còn nhớ lấy cái nắp nồi che cho khỏi xương xuống nữa. Đậy cái mặt nó lại cho nó mũi đỡ cánh. Ủa, vậy đi. Mụ nội nó, điện thoại nó cầm cầm chiếc dép thằng nào mà nó alo vậy? Trời đất ơi, nó khùng quá rồi. Sao chị cũng rảnh vậy, đi kiếm thằng Phát đi kia kìa còn... Trời ơi, nó còn alo nữa. Nó nghe nè, thằng con tôi đâu, thằng con tôi đẹp trai trắng bóc, nó nằm là tôi biết liền à. Trời đất ơi, gì mà ăn nhậu nằm la liệt với đại dịch vậy? Thằng Phát luôn mất tiêu rồi nè. Đi ra đi kiếm kìa coi có nó không. Đâu đây rồi, đi kiếm nó đi má. Mày đi kiếm đi cho má coi. Ủa, nó có mày kia không chị? Tôi đi kiếm nó, tôi sợ nó lọt ao đây nè. Thôi để em phụ chị hai cho. Thôi thôi thôi, ngủ đi. À? Cậu xỉn mà cậu đi đâu lọt xuống đó tôi còn lo nữa, ngồi xuống đi. Ngồi hả? Em phụ cho. Xỉn ở nhà ngủ đi. Thôi ok, vậy thôi em ngủ. Em nè. Dạ. Cái gì vậy? Cho anh hôn cái nha. Trời ơi, gan quá ha. Má mà biết tôi với mấy người quen nhau hả? Má giết chết luôn. Má xỉn rồi, chưa có vậy đâu. Má biết đó. Không biết đâu, đi mà. Cho anh một cái thôi. Mắc cỡ không? Một cái thôi mà. Một cái thôi. Sao hai thằng con trai mà nó hẹn hò nhau vậy con? Con cũng nghi ngờ cái vụ này lâu lắm rồi đó má. Một cái thôi. Ok, cho bà cái. Nhưng mà anh thích. Trời đất ơi, má coi. Mê trai cái ớn không? Ta xin có một cái mà cho tới ba cái. Mất nết giống ai đâu. Giống gái mẹ nó được không? Nết dễ thương mà. Mày đừng có xạo. Nó em mày đó hai. Mày còn đứng đó. Thì má muốn con sao? Bắt nó cho má. Ok, má theo con. Má đi luôn ha. Nè. Dạ. Khi nào Phát mới nói chuyện của hai đứa mình cho má biết vậy? Trời ơi, khùng quá sao mà nói cho má biết được. Cứ lén lút như vậy hoài á, thấy khó chịu lắm. Ui, nhưng mà má mà biết hai đứa mình quen nhau là tụi mình sống không có nổi đâu. Sống không nổi cái gì mà sống không nổi? Bây giờ Phát phải nói với má đi. Vì Phát, Thái thử làm tất cả mọi thứ. Hai thằng quỷ! Hai tụi bay làm cái gì? Má kìa! Giết nó bắt chạy! Ông nội mày rồi! Thứ lại đất rồi! Mày dám bỏ chạy hả? Quá xá mày coi! Giết nó cho ba! Lẹ coi hai! Hai cho đứng lại! Chạy đứng lại! Má thằng ông! Đứng lại má! Đứng lại! Mày đứng lại không? Mày! Nàng có sao không? Nhờ có chàng bảo vệ cho nên thiếp không sao. Nguyện kiếp này theo chàng mãi mãi. Ta cũng vậy. Trời! Nó còn đứng ở tâm sự nữa. Chàng đi đi, thiếp sẽ bảo vệ chàng. Ta không đi. Chạy đi. Ô kìa. Mày còn đi đi nữa hả mày? Mày quá mày lắm rồi. Trời đất ơi. Em tôi. Em có sao không? Trời ơi. Má tán em ác dữ vậy. Đều lại rồi đó. Châu ơi. Má ơi. Yêu quật trai tao. Mày đứng lại chưa? Mày cãi tao hả? À, tao có cái quần. Rồi xong rồi con khỏi lên bờ. Tao có cái quần rồi, coi mày có lên bờ được không? Thôi cái quần cho con đi má, tôi lại má đó, má trả quần cho con đi má. Tao cho mày ngâm nước luôn, cho tới chị. Mày ở đâu vậy? Đây. Má sao không? Nè, mặc quần vô đi. Má. Má, tha tụi con đi má, tụi con yêu nhau thiệt mà má. Trời ơi, sao con khôn nhà dễ chợ vậy? Mày... Trời má, má chửi nó mà văn học vậy sao nó hiểu? Con chửi cho má coi. Để con. Ê, mày nghĩ sao mày mê trai vậy thằng quỷ? Cái nết mỉ đâu ra vậy? Cái nết nó giống gái mẹ được không? Sao mày chửi lây tao hoài vậy? Nết nó dễ thương mà trời. Kêu lên cho má. Để con. Lên chơi nè mấy đứa. Trời lên. Đất ơi, hai đứa bay lên đây. Chị hai à, em nói thiệt, em thấy chị hai làm quá. Cái này nó còn lạ lẫm ở xứ mình, chứ ở bên Mỹ người ta còn cho cưới nhau kìa. Bình thường thôi. Bình thường cái gì mà bình thường? Em nói thiệt chị hai, cái này cũng là lỗi của chị hai á. Tự nhiên có nếp có tẻ rồi, có trai có gái rồi, tự nhiên rồi cố còn chi rồi, giờ nó lòi ra bê đê. Má, con thấy cậu Út nói đúng á.
Thôi má đừng làm khó hai đứa đó nữa. Con mà biết cái gì, nó phải đi lấy vợ rồi sanh con, hai thằng con trai sao mà yêu nhau được. Luật người ta là phải có âm có dương, dương dương không sao mà điện giật được. Hai, mê trai em thấy không có gì sai, miễn là trai đẹp, trai tài, trai ngoan. Em thấy tụi nó hy sinh như vậy, cái tình yêu như vậy là đáng trân trọng. Trân trọng cái gì? Nó phải lấy vợ sanh con cho tôi. Má ơi, cái chuyện mình nói dỗi tông đường lấy vợ sinh con, má cứ yên tâm, má giao cái đó cho con là được rồi. Còn nó kệ nó đi má ơi. Đúng rồi má. Đúng cái gì? Có ai lấy hai đứa bay đâu. Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. Bây giờ không, chạc tuổi hai đứa bay nguyên một cái xóm này, đứa nào nó cũng là vợ con. Có thằng còn hai ba vợ, hai ba con rồi. Nhất là mày á, con gái để tới giờ này, tao gả mày cho 10 ghẻ. Thôi má, nó bị ghẻ mà, không chịu đâu. Ghẻ ghẻ mà chê chê mày làm mày hơn nó vậy. Mày không lấy nó đi con, mốt nó hết ghẻ cái mỏ mày luôn. Thôi đi, còn cậu á, tôi gả cho bà Năm Chè. Trời má, con kêu bả bằng gì lẫn đó. Chị Hai, cô chị giận quá rồi chị mất khôn hả? Chị nghĩ sao? Thằng Phú nó có hai mươi mấy tuổi, tự nhiên là quất cho cái chữ bà Năm, nghe cái chữ bà là thấy già quá rồi. Đúng rồi, tôi mất khôn, bà Năm Chè xứng với cậu hơn. Cậu cũng có lấy vợ đâu. Hôm nay tôi Hai vào đứng trước bàn thờ xin thề, ai mà tới đây hỏi cưới tôi gả liền. Thiệt á chị Hai? Thiệt. Dạ. À, con thưa chị Hai, nếu như chị Hai nói như vậy á thì con về con nói với má của con á, đem chầu cao qua để cưới hỏi phát. À tôi nói nào? Mới nói tức thì đó. Tôi nói đó là tôi nói với ba người thôi, tôi đâu có nói với thằng Phát. Mấy người tưởng thiệt hả? Thiệt. Vì một cái tên hạnh phúc đoàn viên. Trời. Cổ sang kìa. Da dẻ đẹp quá trời luôn. Trắng bóc à. Vậy là đứt hết ghẻ rồi hả cậu? Mọi người ơi, cậu Út về là cả vì một cái tết đoàn viên. Ừ. Chị Hai. Chị Hai ơi. Má con nói vậy thôi, nhưng mà cậu cho má con uống 3 ly thôi, má con quậy banh cái xóm này luôn. Cái gì vậy chị Hai? Rượu lên hả? Để em thao rượu lên là vui đó chị Hai. Hát không? Em hát. Nhạc sống làm gì chơi mày sung sung coi. Em chơi mày vô. Con mất tiêu rồi nè. Mất nết đi ra ngoài luôn. Với ông gái mẹ nó được không? Ừ. Nết dễ thương mà. Ai thằng quỷ? Hai tụi bay làm cái gì? Ma kìa. Dĩ nó bắn. Mày quá mày lắm rồi. Trời đất ơi. Mày yêu quật trai tao. Mày đứng lại chưa? Đứng lại chưa? Tao cho mày ngâm nước luôn. Cho tới chuyện. Mày nghĩ sao mày mê trai vậy thằng quỷ? Cái nết bị đâu ra vậy? Cái nết nó giống gái mẹ được không? Nó phải đi lấy vợ rồi sanh con. Hai thằng con trai sao mà yêu nhau được. Ai mà tới đây hỏi cưới tụi gả liền. Nếu như dì Hai vào nói vậy á thì con về con nói với má của con á, đem chầu cao qua để cưới hỏi phát. À vì một cái tết hạnh phúc đoàn viên. Trời. Phan. Dạ. Má dạy con sao? Dạ má dạy con là phải chơi với bọn trai. Ủa quên, không được chơi với con trai. Phải manly, cưới vợ sinh con nó giỏi tông đường. Vậy mà bây giờ con sao? Dạ con chơi với đi. Tại sao con không nghe lời má? Dạ con nghe, nhưng mà con chỉ hẹn anh Thái ra ngoài cầu chơi có chút xíu à, chứ đâu có làm gì nhiều đâu má. Tại sao vậy hả? Con là Út, má đẻ con sao cùng. Cái gì má cũng thương con hết. Trong nhà này con cái gì cũng được thương hơn anh thân chị. Mà bây giờ con cãi má, con không nghe má. Hả? Trời ơi, hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Hai? Chị Hai, trời ơi sao? Trời ơi, Hai muốn chết cháu em rồi. Trời ơi, chết con rồi con. Trời ơi Hai ơi, cái này nó cũng bình thường ở bên đó thôi à. Ta còn cho cưới nhau nữa đó. Bình thường cái gì? Cậu vẽ đường cho hú chạy hả? Tôi đẻ con tôi ra tôi biết. Nè, đẻ trai ra trai, gái ra gái. Tự nhiên bây giờ
Cái này là tại chị Hai đó. Có trai có gái rồi, rồi có nếp có tẻ rồi, tự nhiên chị Hai rằng rằng chi nữa. Đó rồi giờ nó ra, nó phát bóng. Trời ơi, chị Hai ơi, bớt lại Hai quýnh nó đau chết. Tội nghiệp con cháu mình mà Hai. Nãy giờ má có đánh con roi nào không? Hả Phát? Dạ chưa. Mày á, má nãy giờ quýnh ở dưới sảng không mà mày la bãi bãi lên à? Tại con đau lòng mà. Má làm gì con đau lòng? Má chia cắt tình cảm của con với anh Thái. Nãy giờ là má không đánh con nha, bây giờ má mới đánh con nè. Người nào mà can, tôi đánh luôn người đó. Hai ơi, bình tĩnh đi Hai, thật sự. Phát. Dạ. Con không nghe lời má. Má đau lòng nhưng má vẫn phải đánh con. Má ơi, đừng đánh. Má đâu có đánh mày con rồi. Mày là ai mà tao không đánh? Con là người thương phép. Thái. Má có đánh, má đánh con nè. Bớt xuống cho tôi. Trời ơi, thấy thương quá mà. Chị Hai ơi, em phải nói nha, chứ chị Hai mà làm cái kiểu này, ở bên Mỹ là em kêu police bắt chị Hai rồi đó. Trời cháu, má đang giận mà cậu còn nói vậy nữa. Không, nhưng mà không thể nào mà đánh con cái mà dữ như vậy. Con nói cho má biết, con muốn sao? Má đừng có ngăn cản con nữa má. Con đâu có muốn vậy đâu, con sinh ra là vậy rồi. Trời ơi, sao ông đối xử tàn tệ với tôi vậy ông trời? Sao ông nỡ để thế gian chia cắt đôi nguyên ương hồ điệp mộng của chúng tôi vậy? Tao sợ mày luôn á. Mày nghĩ sao vậy? Má đã đang giận như vậy rồi thì mày phải vừa vừa phải phải thôi. Bây giờ trước mặt má mà mày còn ôm xà nẻo vậy nữa hả? Đúng rồi. Cái nết của mày á, mày không có giống má chút nào hết. Lôi nó ra cho má. Dạ. Đi ra. Mày á. Thôi ba, ba con thua rồi. Tụi nó dính như keo dán sắt vậy. Thôi đi chị Hai, lỡ rồi kệ nó đi Hai. Phát. Dạ. Con nói cho má biết là con không có muốn lấy vợ, con không có muốn sanh con, đúng không? Con chỉ yêu mình anh Thái rồi má. Thiệt không? Dạ thiệt. Vậy thì cậu, cậu muốn làm rể nhà này thì cậu phải chịu vượt qua thử thách của nhà này. Cậu có đồng ý không? Để được bên cạnh cô Phát, dù có lên núi đau, xuống chảo dầu, cô cũng xin cam chịu. Nó nói như vậy thôi chịu đi Hai. Má đồng ý rồi đó. Tao đi nấu chảo dầu nè. Bà nội cha tao giờ này còn dám nữa hả? Vậy chị Hai, kén rể chứ làm cái gì? Muốn làm rể nhà này phải trải qua nhiều cam go và cám dỗ. Sẵn sàng chưa? Con đã sẵn sàng. Cố lên anh Thái, em ủng hộ anh. Bước mê trai lại. Ai đâu? Dạ. Đây là cái gánh có hai cái sóng nước đó. Đi ra ngoài ao kia gánh hết nước đổ vô đầy cái lu trong vòng 5 phút. Chị Hai, chị cũng ác thiệt luôn á. Máy bơm thời buổi này ta xịt vô cái là đầy rồi. Nghĩ sao mà bắt nhỏ ra ngoài kia gánh nước rồi đổ vô trong lu là sao chị? Không, tôi thích cổ truyền vậy đó. Tại con tôi đẹp quá mà. Với lại tôi muốn biết con nhỏ nó có sức mạnh không, nó về làm rể nhà toàn là phụ nữ không, lỡ có chuyện gì nó ẵm con tôi đi cấp cứu. Ráng đi con. Tại nhà này vừa bắt đầu. Cố lên anh, cố lên anh Thái, cố lên, cố lên anh Thái ơi. Để em phụ anh. Không được đâu, má biết má là chết. Trời ơi, làm sao má biết được, má biết má cũng không là đâu. Làm đi. Để y hiện trường. Ai cho phụ? Xách nước. Để làm được rồi. Chết à. Anh Hai cố lên. Vậy em, anh làm tất cả mọi thứ. Dạ, anh Hai cố lên. Anh Hai cố lên. Đè lên cố. Ừ, đó đúng rồi, chạy đi. Rồi, lên, 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 lên. Lên. Yes. Ây, trời ơi. Nó chạy giờ nó té rồi sao cậu? Ai quăng cái chuối này vậy? Má mày, vàng quá luôn. Cậu, bây giờ sao cậu? Sao hả? Bây giờ sao?
Rồi, hai thái hành đạo phúc. Dạ, action. Ủa, sao anh chạy ra nhanh vậy? Anh bị dép té đỡ hết rồi. Ủa, sao mà đổ? Thì đang chạy á, cái má em bả. Trời ơi, sao má? Má kỳ quá thiệt luôn á. Kỳ không con? Múc đi, nhìn tao làm cái gì. Dạ tập thể lực cơ má. Gánh quá ha. Múc nước đi. Đang múc nước mà tập thể dục đâu. Cố lên. Cố lên. Đi đâu hả? Đi đâu vậy? Đi với cậu ủng hộ. Cố lên. Cô ơi, mở nước cho cậu. Ok cậu. Thôi coi má con. Gần xong rồi, gần xong rồi. Chút xíu nữa. Cậu không, cậu không. Má không vô, má không vô. Vô rồi hả? Cô ơi, tắt nước. Dạ, dạ, dạ. Dịp vô, dịp vô. Ôi, đây, 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 để em giúp. Trời. Trời, đúng là sức mạnh của tình yêu. Hay quá. Hay quá. Gì vậy? Đi, gì mà chạy rồi vậy? Đi đâu nữa? Dạ. Đầy rồi. Ủa? Đầy rồi. Cái gì vậy? Sao đầy được? Cái lù nước thạch xanh. Chị thích chuyện cổ tích mà. Trời ơi, nó đầy luôn này, chị thấy không? Lại coi đi. Lù nước sao nhiều bọt quá vậy? Ba đứa tụi bay phun nước miếng vô chổng phải không? Trời. Má nghĩ sao phun nước miếng mà đầy được cái lù? Rồi. Cái này là do nó gắn xong nó đổ vô cho đầy á. Hay là tại nãy chắc má là trốn gốc nào má ăn chuối má ngủ quên má không thấy thôi. Em cũng nghĩ vậy đó chị. Trời ơi, chính mắt em đứng ở đây em chứng kiến là nó đổ đầy luôn đó chị. Ba đứa nhỏ không phun nước miếng vô thì cậu đứng ở không làm cái gì? Thì em đứng em coi giùm cho chị lo chị đứng ngoài kia chị ăn chuối đó. Cậu có làm gì trong cổng không? Dạ không chị. Trời ơi, nó nghe này giờ em nói chị, giờ luôn nước nó đầy rồi, mình thuận theo ý trời đi chị. Đúng rồi đó má, 5 phút. 5 phút rồi má. Thằng nhỏ giỏi quá. Làm như ba đứa bay không phải con tao, con cậu Út bay á. Con má, nhưng mà phe này ý gì vậy? Không, con ý là ai làm đúng là mình ủng hộ. Dạ, ủng hộ chị. Đúng rồi, được rồi. Coi như trận này thắng đó. Yeah. Anh giỏi quá. Bớt về lại. Cái gì nữa? Cái này tôi chỉ kiểm tra sức khỏe của nó thôi. Bây giờ tiếp tục thử thách lần 2. Muốn làm rể nhà ta, việc thứ nhất là phải có sức khỏe. Chuyện thứ hai là phải có võ công để bảo vệ con gái ta. Dạ! Sơ! 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 Phu! Phu! Vậy thì con chọn ai để tỉ thí? Dạ, con không đánh với phụ nữ hay con gái. Con chỉ đánh với đàn ông, con trai mạnh mẽ thôi. Má, làm nãy giờ con gồng muốn chết luôn á má. Má cũng vậy. Má trời cậu ơi. Cậu Út Sang. Dạ. Dạo này ở bên nước ngoài, cậu còn luyện cái môn võ thiết đầu công không? Ngoài thời gian vũ neo ra, rảnh rỗi là em luyện tập thiết đầu công liền. Đâu có thể nào mà bỏ được chị. Chị hay nhắc chi giờ, tự nhiên em thấy ngứa ngứa cái đầu. Cậu gì? Chẳng dịp cậu ngứa đầu à. Thôi, con gửi cậu cái chai này. Làm gì đó cho con cháu nó mở mang tầm mắt đi cậu. Lon. Mời. Phải cho con cháu nó sáng mắt chứ. Hay quá cậu ơi. Wow. Sao
con còn có ý định tỉ thí với cậu Út Sang không? À, dạ, con luôn kính trên nhường dưới. Tất nhiên là không ạ. Bây giờ con xin chọn một người khỏe và trẻ hơn. Mày mệt rồi hai ơi. Rết con má rồi. Em coi như qua cái ảnh này. Con xin chọn... Ông khoan. Má ơi. Hả? Tự nhiên cái con đói bụng quá. Chắc con phải xin phép ăn cái gì đó vô chứ để không con chóng mặt con xỉu. Đúng rồi, đợi đợi anh hai con ăn cái. Thông cảm. Mà bếp cũng đâu còn gì đâu ăn, má hết đồ ăn rồi. Thì đó. Ơ kìa cậu. Cậu đập cái chai rồi. Bây giờ mớ miễn này đem bỏ thì uổng. Bán ve chai cũng có một chai đâu có ai mua. Thôi để con dùng tạm cái này nha má. Ừ, dùng đi. Wow. Ngon á. Sao con? Tỉ thí không? Sao chú? Vậy à, chú quyết định chú chọn anh phải không? Thôi để anh ăn hết cái này xong anh xuống anh ăn chú. Anh hai cứ ăn đi. Cái chuyện mà ăn em thì có phát ăn em rồi. Cái gì? Ai cho mà ăn? Bây giờ suy nghĩ đi. Cậu có muốn tỉ thí với ai trong ngôi nhà này không? Dạ. Má cho con suy nghĩ lại cái. Má má. Tự nhiên con thấy anh hai ăn xong con cũng đói bụng quá. Hay là má cho con ăn cái cột này nha má. Má muốn ăn cái bàn này quá. Em muốn ăn cây dừa quá. Để con xin phép con ăn luôn cái ghế này nha má. Dạ thôi. Má với gia đình cho con nói điều này. Dạ, con có mặt ở đây là vì tình yêu của con với Phát. Và để trở thành thành viên của gia đình mình. Và việc chọn mà tất cả mọi người trong thành viên mình để đấu với con á là điều không nên, rất dại. Dạ, dạ con xin phép chọn một người khác. Dạ đây, con chọn quét lá này. Tí, vô đây bà biểu. Vậy, nhiệm vụ của con hôm nay không cần phải quét lá nữa. Con đứng đó cho người ta đánh nghe chưa? Bắt đầu tỉ thí. Quét lá nhà này thôi đó. Vậy hả chị? Nương tay nha con. Anh nhẹ tay giùm. Nói một những lời. Nãy giờ tôi chưa nói gì nha. Chết rồi. Đứng im đó. Vậy là Tí thắng. Thái thua.
coi như một điều đi má, mình thử thách thêm cho ảnh đi má. Đúng rồi, đúng đó rồi. Ba thêm một cái nữa đi. Mới một đi điều ba. Mà chị hai. Ừ, vậy thì thử thách thứ ba thì nó cũng thua thôi. Thử thách thứ ba bắt đầu. Con không thua, con không thua. Ôi, con không thua, con không thua. Vì tình yêu của Phát, con sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Ôi, hay ơi, hay quá, hay ơi, hay quá. Xin lỗi, đập cái nhỏ đang uống rượu xém nuốt cái ly luôn. Chị cứ làm hết hồn hoài à. Vui quá, thấy cảnh tượng này là biết Tết tới rồi á không. Sáng mơ là có thể vớt bánh lên cúng ông bà con cô bác mình không. Nội ngoại hai bên ai cũng biết gói bánh hết. Hai, cái gì? Em thích cái lần thử thách thứ ba này của hai. Sao vậy? Nhờ có cái lần thử thách thứ ba này của hai mà em chứng kiến được một cái không khí mà tôi nói ngày Tết mà gói bánh tét như vậy 30 năm rồi em mới thấy. Quá vui chị hai. Cái quan trọng đó là làm rể nhà này ai cũng phải biết gói bánh tét. Tại vì sao? Truyền thống của gia đình là cúng ông bà tổ tiên là phải tự tay gói bánh. Hai, vậy cái truyền thống gia đình mình là rể phải biết gói bánh tét ha hai. Đúng vậy. Em nhớ ngày xưa là anh hai không biết gói luôn á. Quê nha. Ừ. 30 năm nhắc lại chuyện tàu lao. Phố ba biết gói bánh phải không con? Dạ má nói chí phải. Chị hai em biết tàu lao á. Sao vậy? Lúc đó bố nó có đâu mà hỏi nó. Nó trong bụng tôi nó phải biết chứ. Không để cho hai ăn cơm trước kẻn hả? Bậy à. Bây giờ chuyện này mới là quan trọng nè. Tụi bay nắm tay làm cái gì? Buông tay ra. Tao có cho lấy nhau đâu mà nắm tay. Rể nhà này là phải biết gói bánh. Mà tao biết chắc là nó sẽ không bao giờ làm được. Tại vì gói được cái bánh tét nó khó lắm. Tết nhất mắc cười ác quá. Ừ, phải làm gì cười như một con điên vậy? Không khó, thích quá. Bây giờ thử thách thứ ba là gói 10 đòn bánh tét trong vòng 2 tiếng. Sáng mai nấu xong vớt ra cái bánh phải ngon đẹp để trưng lên bàn thờ cúng. Cả gia đình chúng ta cùng đón cái Tết đoàn viên 2 tiếng. Bắt đầu. Trời ơi, xin lỗi con. Cố lên, cố lên. Thằng anh ba nó uống luôn cái ly. Chăm chú quá luôn. Ê Phúc. Ê. Dạ. Sao con nằm xảy la vậy con? Má ơi, bắt đầu tự nhiên cái con thấy con phấn khích. Con thích cái bộ môn gói bánh này quá. Không ơi, con tập gói bánh xong má tính đường má gả con qua ở rể nhà ta nha má. Ở rể đâu? Má. Vẫy qua bển hả? Mày vẫy đi, nó là dâu của bà Nhung, nó mới sanh thằng trai á. Cháu nội cho bà đó coi ăn được ăn. Ôi trời đất, có gia đình rồi hả chị? Ờ, chúc mừng chị ha. Má, vậy còn bên đây. Ừ, đó mày lái máy bay nổi thì mày lái. Cái đó chiên hạm luôn đó. Cái thằng này ngộ ghê vậy đó. Là mai cho nó bao nhiêu chầu rồi nó không chịu. Cái giờ tự nhiên cái muốn dâu người ta. Tụi lao hả? Kệ nó đi, dạ kệ nó. Trời ơi, hai. Gì? Cô áo vàng, cô khéo tay quá hai. Nhỏ nó mới 20 tuổi đó. Dạ. Rước qua bển được rồi rước. Thầy nói chị ta bắt cỡ luôn kìa. Trời ơi, 4 thằng quỷ lo nhậu không có chịu phụ gói vậy chị. Cậu 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 mới nói gì vậy? Dạ em cứ nói 4 thằng quỷ đó nó ngồi nhậu không á chị. Đúng rồi bốn. Dạ con xin lỗi ba ông. Ba người ngồi đây á là giai ông của mình. Có một mình thằng ba áo sọc đây là con tư rồm sớm trên thôi. Giai ông vậy hả? Dạ xin lỗi ông. Dạ dạ Út xin lỗi ba ông. Dạ nó nghe là dạ một mấy mình vô một cái cho nó có không khí ngày Tết luôn được không? Đó trong khi chờ đợi. Rồi cậu, dạ cậu. Út cảm ơn mấy ông nha. Rồi cậu đừng mình... nha cậu. Dạ Út mời ba ông. Rồi vô một cái luôn cho vui nha. 1, 2, 3 vô. Trời đất ơi. Ui
Công nhận rượu gạo Việt Nam đã dễ sợ luôn á hai. Quê mình nấu nổi tiếng mà. Vậy hả? Trời ơi, thích quá. Công nhận rượu đế sướng thiệt. Nè nè, là cái gì đó? Dạ con coi thôi má. Cậu Út hả? Cậu Út biết gói bánh tét không? Chỉ cho anh Thái làm với. Trời ơi, đương nhiên là cậu Út không biết rồi. Trời ơi, cậu Út này lao hả? Không, tại bữa nay mua không ai chỉ. Mà có biết á, cậu không có chỉ nữa. Hai ơi, mà em thấy cái tài thằng Thái nó gói gói là nó khéo lắm luôn á nha. Thằng này phải có nghề nè. Má, má kêu con ra đây làm gì vậy? Tập gói bánh tét con. Trời ơi, bây giờ người ta đi ra chợ người ta mua về, hay là đặt người ta mang tới nhà chứ ai mà đi gói bánh không má? Trời ơi, con quên là bà hai giàu, má thằng Phát bà rất là thích gói bánh. Con muốn làm rể nhà bả thì con phải biết gói bánh. Con mà không biết á, đừng có hòng bước chân vô nhà bả nghe không. Cố gắng đi con. Dạ. Coi má làm mà học nè. Cũng may á, là ở nhà mẹ đã dạy cho anh gói rồi. Thiệt á hả? Âm nhạc bao con chúng yên lành, đất nước ngắm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nụ cười nào vừa nghe xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tin chúng ta thưa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mừng người và bao điều mong ước. Trong mùa xuân ta vẫy chào, tin chúc mừng nhau gặp nhiều an vui. Sao có thể như vậy được? Trời ơi, hai ơi hai. Hai ơi hai. Gì đó? Tại sao? Gì vậy? Tại sao có thể khủng khiếp như vậy được hai ơi? Cái gì? Thằng Thái là con nhà võ, hai cái tay nó thô bạo như vậy mà có thể nào nó gói ra được 10 cái bánh tét mà tao nói nó khéo mà nó đẹp quá hai ơi. Phải không? Muốn cưới vợ là phải như vậy thôi cậu ơi. Anh giỏi quá. À. Ôi ôi. Mày xứng đáng coi như là rể nhà này tiêu chuẩn luôn đó. Vậy? Hết giờ. Má, anh gói xong 10 cái luôn rồi má. Đẹp lắm luôn á. Phải không? Cái lận. Kìa còn cái kìa. Còn cái làm riêng tặng má. Ủa vậy hả? Dạ. Khỏi nịnh bợ tôi. Cậu Út, mời cậu lên. Lên, lên làm gì thì hãy. Lên đây. Không, công nhận nó làm bánh đẹp thiệt. Đẹp chứ còn gì nữa. Ngày xưa anh hai đâu có gói đẹp được như vậy. Đừng nhắc ổng mà. Thôi tự nhiên nói. Chị ngày xưa mặt đỏ rần. Hay. Mình lo chuyện ngày nay nè. Yeah. Cái quan trọng á, gói bánh thì nhà này ai rể, ai dâu cũng được biết gói hết trơn á. Làm được 10 cái bánh nhưng mà quan trọng là lên cho đây. Hai ơi, hai đừng làm khó nữa. Em thấy như vậy là nó vượt qua cái thử thách thứ ba rồi. Ừ. Hai ơi. Bậy. Vấn đề là con làm bánh được rồi đúng không? Dạ. Yeah. Cái quan trọng là cái luộc bánh phải không cả nhà? Trời ơi, đây toàn nhà nghề không? Phải luộc bánh làm sao cho khéo, nếp phải dẻo, đậu cho chín, thịt cho mềm. Đó, vớt bánh ra, cắt cho đủ khoanh tròn để lên bàn thờ tổ tiên. Cái đó mới quan trọng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nấu bánh. Bỏ bánh vô chưa chị Nhung, chị ngồi đó chị cười vậy? Lấy cái bánh vô chưa? Coi dâu lễ làm sao bỏ vô? Rồi, đúng rồi con, đẩy lại, ấy chăm củi lên. Canh nha, bánh này nấy canh nha. Cái nồi của con nhớ canh nữa nha. Xài rồi chơi đi. Nhóc cái gì? Nhậu không có quậy nha. Em muốn cá nữa rồi. Trời lên. Ơi không ai coi cho dây ông luôn kìa. Mà ông ra không coi bánh kìa. Rồi cả nhà đó. Ơi hả? Gì nữa vậy hai? Bánh của người nào thì người đó phải tự coi, gia đình phải tự coi bánh nghe. Má. Gì? Con có này muốn nói với má. Nói gì con? Gì à? Dạ má. Gì à? Như là những thử thách của má đưa ra cho con á. Ừ. Thì con cũng đã hoàn thành xong hết rồi. Hôm nay con cũng trở thành thành viên của gia đình của mình. Như là ly rượu này con rể kính mời má vợ. Trời ơi,
tự nhiên cái còn vài tiếng nữa bước qua năm mới có thằng rể quý, chẳng lẽ nó mời ly vậy? Tôi muốn thôi, xin phép bà con nha. Dạ. Rồi má nhận ly rượu này. Dạ. Hay vậy. Cái vui. Dạ. Trời ơi, hay quá má ơi. Thằng nhỏ đã đẹp mà còn nói chuyện khôn khéo nữa, thiệt. Thái mày rót cho cậu một ly coi. Dạ. Thôi, cậu đừng uống vô quậy quọ nha. Em đâu có phải rót cho em đâu. Em nói chị Hai nghe nè. Đêm nay là đêm 30 rồi, đúng không? Còn có vài thời khắc nữa là mình qua cái năm mới. Đúng rồi. Em ở xa về, đó. Hai coi cái ly rượu này như là cái ly rượu Tết Niên. Đó, em mời chị Hai uống với bà con cái, coi như là mình tiễn đưa năm cũ, chào đón cái năm mới. Em đại diện gia đình, mời chị Hai một ly. Đúng rồi. Yeah. Trời đất ơi, má ơi, uống đại đi. Em nói hay quá, bà con vỗ quá mà Hai cũng chịu uống nữa. Đúng rồi. Thôi, em nó về, nó mời ăn ly. Đi xa về, đây là cái Tết đầu tiên sau 30 năm chị em mình đoàn tụ. Dạ đúng. Vậy phải nể mặt cậu rồi. Phải nể chứ. Thôi thì thôi uống ly cuối nha. Uống ly rồi hả ơi. Uống ly cuối. Dạ. Trời trời. Công nhận nha, Hai uống ngọt dễ sợ luôn á. Đầy quá. Má, con còn chuyện này nữa nè. Gì? Má có để ý hôm nay á, bà con cô bác dòng họ mình ai cũng vui tươi rạng rỡ không? Ừ. Là tại vì sao? Bởi vì mọi người quý má. Cho má gìn giữ được cái phong tục nấu bánh tét cúng ông bà hàng năm đêm giao thừa của gia đình mình. Ừ. À, cho nên con nghĩ sẵn cái dịp vui mà tụ họp ông bà dòng họ đầy đủ. Ừ. Thôi mình uống ly coi như chúc mừng nữa má. Thôi uống gì uống hoài à, uống vậy đủ rồi. Trời đất ơi, mọi người ơi, ai ủng hộ má con uống không? Uống mày ơi. Mọi người nói vậy không lẽ má không? Trời ơi, uống chi mà uống quá đà vậy. Má có tật uống vô ba ly là nó xỉn, hiểu không? Thôi không hiểu vậy, thôi dẹp đi, chuẩn bị rồi coi. Gì vậy Hai? Sao vậy? Lời, nước cục bè Hai. Thôi, nước cục nhẹ. Ủa mà Tết nhất đứa nào nó mở nhạc lắng động quá vậy? Mở nhạc sung, nhạc sơm lên ăn Tết mới vui. Phải không tụi bay? Đúng rồi. Mở nhạc cho nó sơm.
đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa không sông, thương quê hương thương đường ta hương sao. Câu dân ca giao thừa nghe thương nhớ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Phát bánh của mày nó khét hết rồi kìa. Cậu không? Cậu không? Vậy coi bánh kìa. Kêu tụi nó vậy. Kêu tôi vậy. Tụi chứ ai. Cậu ra coi bánh kìa. Gì vậy chị hai? Bánh khét hết rồi. Ơi. Mở cho con. Trời ơi. Bây giờ. Trời đất ơi. Khét lẹt luôn rồi. Trời ơi. Bánh tét cũng mong bà. Bánh tét gì nữa? Bánh khét với bánh tét gì? Tại cậu á. Cậu có tối ngày ăn nhậu. Mà thêm cái vụ nữa. Thề. Thề bánh tét khét hết chuyện thề rồi hả? Em mà nói sai đó là 30 Tết nấu bánh tét cũng mong bà đó là khét hết khỏi khỏi cúng luôn. Đã vậy cậu còn hứa tặng cho nguyên một sớm này mới ghê chứ. Bây giờ bánh đâu nữa tụi con. Xin mình làm cái khác đi chị. Làm sao kịp. Đêm 30 rồi mà cũng tại cậu á ăn nhậu. Rồi đãi làm chi bây giờ nó xỉn nằm la liệt hết trơn nè. Vui mà chị. Vui cái cù lôi. Cậu lần sau đừng có nhậu nhẹt nữa nghe chưa. Em thề với chị luôn. Mai mốt em có nhậu nhẹt bê tha gì nữa đâu. Em mà nhậu nhẹt như vậy nữa em thề với chị là cho đám cưới một phát nó sập sân khấu đi. Trời ơi. Cậu Út. Thôi em không thề nữa. I swear. Vậy mà bây giờ con sao? Dạ không chơi thì đi. Con không nghe lời má. Má đau lòng như má vẫn phải đánh con. Cậu muốn làm rể nhà này thì cậu phải chịu vượt qua thử thách của nhà này. Thái hành đạo. Cái gì vậy? Sao đây được? Cái lù nước thạch xanh. Bây giờ tiếp tục thử thách lần 2. Hay quá cậu ơi. Trời ơi. Thử thách thứ 3 bắt đầu. Con muốn làm rể nhà bả thì con phải biết gói bánh. Con mà không biết đừng có hòng bước chân vô nhà bả nghe không. Cố gắng đi con. Như là ly rượu này con gửi kính mời má vợ. Chẳng lẽ nó mời ly vậy tôi muốn thôi xin phép bà con nha. Mọi người nói vậy không để mong muốn. Mở nhạc sung nhạc sơm nên ăn Tết cho mới vui. Phải không tụi bay? Trời ơi, bánh tét cũng mong bà. Bánh tét gì nữa, bánh khét với bánh tét gì. Mai mốt em có nhậu nhẹt bê tha gì nữa đâu. Em mà nhậu nhẹt như vậy nữa em thề với chị là cho đám cưới một phát nó sập sân khấu đi. Trời ơi. Mẹ em ơi, sắp tới nhà gái rồi. Con hồi hộp quá. Có gì đâu mà hồi hộp. Lần đầu tiên đi cưới vợ ai cũng vậy hết á. Tâm lý chung mà con. Nè tụi con ơi, có gì là gấp gấp đi lên trong rút một chơi dùm bác á nha không. Trễ giờ rồi nha tụi con nha. Dạ con cảm ơn má. Cảm ơn cái gì. Con hạnh phúc là má hạnh phúc rồi. Hai ơi hai. Hai mấy đứa nhỏ. Con có được không?
Trời đất ơi, đẹp phải không, đẹp phải không? Cái bộ này là nhu nhất rồi đó hả? Trời ơi, cái này là em nói thiệt với hai ngày vui mà đó. Thôi em bận như vậy, nó mới đúng là cái ngày mà tự nhiên gia đình mình có cái hỷ sự. Ủa cái này là sát xanh nha cậu. Tại sao? Lông chim không kìa. Cái gì vậy? Này lông giả thôi, tại cái gu của cậu thích lông vậy đó. Em nói chị hai nghe nè, cuối cùng coi như cũng có người chịu hỏi em rồi. Cái gì vậy? Ai hỏi cậu? Em bị liệu. Trời ơi, vui quá, vui quá, cái tự nhiên em liệu luôn. Dạ hỏi thằng Phát. Ủa hỏi Phát chứ phải hỏi ông đâu mà sao ông là bận đồ quá lố vậy trời. Cái này là nhu lắm rồi đó. Lố lắm. Vậy hả? Ừ. Vậy thôi bữa đám cưới em sẽ chọn cái màu nhu hơn chút xíu. Chị hai vui lòng bớt, ha. Bớt bớt lại nghe. Em hứa với chị hai. Giờ này có mấy giờ rồi? Sao đàn trai chưa chịu tới? Con nghi lắm nha. Có khi nào đàn trai muốn chơi đàn gái? Cái gì kỳ anh? Có nghĩa là họ hẹn họ cho đã rồi cái quỷ hôn cái không thèm cưới không? Không có đâu, nhà mình giàu mà, giả lại cũng danh giá nhất vùng này, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Mày làm xàm quá, thằng Thái nó thương thằng Phát lắm, làm gì có chuyện đó. Chắc tại con nôn quá cho nên con nghĩ vậy. Thôi để con ra con coi coi tình hình tới đâu rồi. Đi coi đi coi. Trời, tôi nóng ruột quá. Sao đâu hai má ơi, cậu Út ơi. Cái gì vậy? Ai tới chưa vậy? Mày đi ra đây làm gì, đi vô trống trời ơi. Con nôn lắm cho con ở lại đi. Nôn cũng phải theo đúng thủ tục đi vô trống. Ôi mà. Bà ơi. Ăn trai người ta tới rồi. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Trời ơi, ra đón người ta cho đỡ rồi đó. Đi nha. Bên gái ai nấy cũng cười tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, quốc sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui nha. Mừng tân hôn chúng chú rể mới. Dạ, chào chị Xui ạ. Dạ, chào anh Xui. Ôi, trời ơi. Tôi phải anh Xui. Tôi là Út Sang, em ruột của chị Hai Giàu. À, dạ, tôi bên Mỹ, lát đi gặp. Về thăm gia đình rồi ăn đám cưới với đứa nhỏ luôn. Dạ. Tại chắc tại em cái áo đồ hơi lớn. Dạ, không sao. Dạ, đẹp mà cậu. Đẹp hả? Dạ. Cái màu này nó nhu nhất trong cái tủ quần áo rồi đó. Dạ. Đẹp, không lâu sao. Lâu lâu vàng đám cưới cho nên là làm hơi quá chút, mong dạ. Chị bỏ qua. Dạ, đâu có gì chị. Dạ. Dạ. Dạ, dạ con chào cô Út. Ừ. À, con chào... Trời ơi, chào cái gì mà còn ấp úng vậy? Chào má, chứ chào cái gì? Kêu má. Dạ. Con chào má. Trời ơi, nghe ngọt như mía lùi vậy á. Hôm nay làm xui đàng hoàng chút xíu. Quá thấy bồ mày đặt nữa. Dạ, không có tính nào hay giỡn. Dạ đâu có sao đâu chị, vui mà chị. Dạ vui mà đó, dạ. vui. Thôi nãy chị đi ghe qua đây cũng xa ha. Dạ. Giờ cũng trưa rồi. Thôi mời chị xui vô bể uống nước đi, các con vô luôn nha. Dạ. Bên chú rề hiền xuống lứa lại vừa đôi. Qua đôi nay họ mà chúc mừng chọn đôi nên mối duyên mà trầu cao. Thiệt ông tình. Xui cũng đang nói với bà Xui dẫu giới trẻ lớn là dương đôi. Ngày nay xuân hợp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui lắm xá. Yo. Ngon không? Ngon, còn đậm đặc nữa. Của cậu Út em đem từ bên Mỹ về đó. Em lén lấy cho hai đứa mình uống. Cảm ơn em. Dạ. À anh thấy đồ cưới của tụi mình chưa? Đẹp lắm á. Em muốn mặc đồ cưới quá. Đâu có gì đâu mà nôn. Còn hai ngày nữa là em đã được mặc rồi còn gì. Anh biết em chờ ngày này lâu lắm rồi mà. Anh còn chờ hơn em ở đó. Em nói với má, mai mốt ở đám cưới mình á, mình lấy cái lá dừa này làm cổng cưới nha, xong rồi gắn hoa lên cho đặc biệt. Được, hợp lý mà. Cái cây này là quê hương rồi, tuổi thơ của mình nữa, quá hợp lý luôn á. Cảm ơn anh. Mấy người làm cái gì? Anh Thái. Mấy người là ai? Mấy người muốn gì? Anh Thái. Mày về nói thằng cha cậu Út Việt Kiều của mày á, đem tiền tới chuộc nó về. Mày mà báo công an, cho mày hành xác nó. Mày nghe rõ chưa? Đi. Anh Thái. Phát. Hai. Ý trời ơi. Gì vậy? Ở đây chứ đâu phải cái xứ của cậu. Trời thì nóng, chùm chi cái mền vậy cậu? Có hai. Ở Las Vegas em bận gì quen rồi. Bộ bển lạnh lắm hả? Dạ. Ờ, có bận quần không vậy? Trời khó chứ nè. Ở đây dân ta chưa quen vụ này đâu nha.
em biết. Để mời tôi đi chợ mua mấy bộ đồ mát cơ mà. Cái này quan trọng nè. Ừ. Hôm bữa mà đám hỏi đó, em bận cái áo tím á, hai với lại như chị Su bên kia như thấy em hơi lố lố đúng không? Không lố lắm chứ không có hơi. Hả? Ừ. Nghe nè, nãy giờ ở trong á, em lựa cái áo nhu lắm. Hãy coi giùm em coi được không? Ừ. Mặc dù nó cũng hơi lố hơn hai nhưng mà được rồi. Không, nó nhã nhặn chứ, cái màu xanh nhã nhặn. Em xin phép hai. Dạ, cho em gắn cái chùm lông lên trước. Trời ơi, bộ kiếp trước cậu bán ve chai hả? Không phải. Sao kiếp này thích lông gà lông vịt quá vậy? Mỗi cái gu em mà. Nó nghe cái bộ này. Đồ đang đẹp vậy, tự nhiên nền nã để một chùm lông vàng lên coi kỳ quá. Hối vậy hay đừng có cãi cái fashion của em. Cái fashion? Ừ, cái fashion của em là nó phải có cái lông. Để bây giờ hai phải tự black bác lại. Cái black bác đó là chị hai nói là cái nghĩa gì? Là cái trở lại bữa là màu tím có lông. Hai, nó nghe nè. Thay vì mình để cái bông á, thì bây giờ mình để cái lông thôi. No. Vết. Không có vết được, mấy ngày nay á, tôi cũng sốt ruột ngủ không được. Soạn mấy bộ đồ nè, bận cho nó chỉnh chu. Gì vậy hai? Gì? Trời ơi, ở quá riết rồi, hai thành đàn ông luôn hay sao vậy? Nghĩ sao mà chọn hai cái màu tới ù vậy? Đâu thì thấy nó là kim tuyến long lanh rồi. Hả? Ai mà bận vậy? Cứ hỏi mình phải cái màu nó tươi, nó vui lên. Nghe lời em đi. Ừ. Chứ... Con biết rồi. Hả? Con biết rồi, má ơi. Con biết rồi, Út ơi. Biết gì? Phép. Sao nãy tụi con đi hai đứa mà về có mình nên vậy? Phép bị bọn giang hồ bắt cóc rồi. Sao bắt cóc? Sao bắt cóc con tôi vậy? Sao nó bắt? Vậy con cũng không biết nữa. Hai đứa con đang tâm sự trên cầu á, tự nhiên có bốn cái giang hồ kề dao vô cổ của Phát bắt cóc đi rồi. Sao tự nhiên giang hồ từ đó giờ gia đình này gia giáo lắm, đâu có quen biết gì đến giang hồ đâu. Bọn nó nói á là bây giờ là cậu Út phải mang tiền tới chuộc Phát. Phải cậu Út hả? Dạ. Cái gì vậy? Trời ơi, cậu có dính dáng tới giang hồ không? Không đó có. Trời ơi, em mới về đây có mấy ngày à, giang hồ làm gì nó biết đó nè, mà nó kiếm. Mà cũng tại cậu á. Tại em gì? Từ đó gia đình không có đụng chạm gì hết. Cậu về đây rồi đãi tiệc ăn từ đầu trên đến xóm dưới thì miệng truyền miệng nó nghĩ cậu già quá, bây giờ nó bắt con tôi nó chuột. Tự nhiên đổ lỗi em à, tại chị hai á. Trời ơi, nhà mình gì đó hai đeo hộp rồi rần nó thấy giàu có nó mới ấy chứ. Còn cái chuyện mà Việt kiều người ta về người ta tổ chức yến tiệc lên đình ăn là cho vui vẻ với bà con. Hay là bây giờ mình đi báo chính quyền đi. Dạ không được, tụi nó nói á là bây giờ báo chính quyền á là tụi nó sẽ giết Phát đó. Không có được đâu hai ơi, được. Con cháu mình mà. Giang hồ nó chỉ cần tiền thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đi. Đi đâu? Giải cứu cô dâu. Anh Thái, cậu Út, cứu con với. Mày muốn gì? Tiền đâu? Tiền đây. Trời ơi, nó không ngu mà cậu ngu đó. Sao cậu khai với nó mình có tiền? Thì nó hỏi tiền, thì mình phải đưa tiền thôi. Mày muốn tiền, có tiền. Nè. Có tiền rồi, cậu thả con tôi đi. Không có dễ dàng như vậy. Má đó, em biết mà, thế nào nó cũng lực bánh tráng. Bây giờ mày muốn cái gì? Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là tình. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ở đây có một mình tôi phụ nữ à, cậu muốn làm gì tôi? Tại sao vậy chị hai? Lúc nào chị cũng nói chị vỗ ngực xưng tên, chị nói là nề nếp gia phong. Tại sao bây giờ chị gian díu với nó để cho nó hại cháu tôi? Cậu ăn nói gì hàm hồ vậy cậu? Thì nó nói tình, muốn tình chị đó. Thôi đi, đừng có nói gì nữa. Bây giờ tôi sẽ giết con của mấy người. Bây giờ bỏ đi thì tính làm sao? Không lẽ mình đi báo chính quyền à? Thôi, Tết nhất tới nơi rồi, cậu nghe lời tôi đi mà. Hên cho mày, chị hai tao tha đó. Con có sao không con? Con không sao mà ơi. Con có sao không? Cậu có sao không cậu? Em ok,
cậu có chuyện gì tôi chết à. Gia đình mày không sao rồi? Dạ. Thôi đi. Đi. Anh sao bỏ em vậy? Sao cậu bỏ nó vậy? Hả? Nãy thì kia em bỏ mà. Tôi không nói gì với mấy người. Tôi nói chuyện với anh Thái của tôi kìa. Ủa là sao anh Thái? Bộ hai người quen nhau hả? Đâu có, anh đâu có biết cái gì đâu. Anh Thái, Nụ. Em nè. Nguyễn Rụng Nụ. Là sao vậy anh Thái? Anh Thái là bạn trai cũ của tôi. Anh tham phú vô bần, lấy mấy người bỏ tôi đó. Tôi hận mấy người, tôi sẽ trả thù. Cái gì vậy? Anh Thái của em quen là một người chất phác, chứ không phải là người như vậy. Đây chỉ là chuyện tình học sinh của anh thôi. Trời ơi, thằng này nó bận bộ đồ học sinh chắc kỳ lắm hả cậu? Rồi, em tưởng tượng ra cái dáng đó, thân hình đó, bận bộ đồ học sinh, em muốn ói quá chị hả? Không, không phải, không phải. Mặc đồ học sinh á, dễ thương lắm, dễ thương lắm. Không, không có giống vậy đâu. Dễ thương, dễ thương. Chuyện tình của mình á là ngày xưa rồi. Bây giờ Thái có cuộc sống của Thái, Nụ cuộc sống của Nụ. Bây giờ Thái thương ai, Thái yêu ai, Thái muốn cưới ai làm vợ á là chuyện của Thái rồi. Nếu như Nụ còn thương Thái thì hãy tôn trọng quyết định của Thái. Không, tôi hận mấy người. Tôi đi chết rồi. Đứng lại. Sao con khờ dạ vậy? Tại sao lại có ý nghĩ tự tử? Cha mẹ mình sanh ra cho mình cái hình hài như ngày hôm nay. Nếu tự tử là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Tại con thương anh Thái thật là nhiều. Quen nhau, thương nhau, lấy nhau còn là cái duyên nữa con. Con phải tự ngộ ra. Đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ con gặp lại, con thấy đó, bản thân con cũng cảm thấy không hợp với nhau. Thôi thì con suy nghĩ thật kỹ, coi lời của dì nói có đúng hay không, có nên đi tự tử hay không. Dì nói đúng không? Dạ đúng rồi. Còn tự tử không? Dạ không. Ừ. Cuộc sống cho có ích cho xã hội này. Đúng rồi. Không có Thái mình cũng sống được mà. Đó. Nè, năm đứa Ngũ Long công chúa, làm ơn kiếm cái gì làm đi. Chẳng hạn như là mình tham gia vô vũ đoàn gì đó, rồi đi múa đám thôi nôi, đám đầy tháng, đám cưới cũng được. Kiếm một cái nghề lương thiện làm, đừng có đi làm giang hồ nữa. Dạ cảm ơn cô. Ấy bà, Út là trai thẳng. Dạ. Thẳng tắp. Dạ. Coi như có duyên với gia đình má hai giàu đi. Vậy thì giờ năm đứa kêu má bằng má đi. Tôi cảm ơn má. Vui rồi ha. Dạ vui rồi. Vậy là không có gì ha. Dạ. Ừ vậy nè, được nè. Không có nghĩ buồn tuổi gì nhau. Dạ. Vì một cái Tết hạnh phúc đoàn viên. Yeah. Ô vui quá xa là vui. Nhà trai bên gái ai nấy sang không phải là người đẹp nhất. Vì sao đẹp nhất phải
phải là đôi trai tài gái sắc. Dạ, đôi trai tài trai sắc. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón đôi uyên ương đẹp nhất đêm nay, Thái Phát. Bên gái ai nấy cũng cười tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, cuộc sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui nha. Mừng tân hôn chúng du rề mới, tôi chúc cô dâu hiện nên mối duyên mà trầu ca. Út sang tôi được hai chị giao cho cái trọng trách làm chủ hôn, có chuẩn bị vài chữ để phát biểu với quan viên hai họ. Trời đất ơi, cái này là ba tờ giấy A4 rồi cậu ơi. Cậu đọc xong chắc tới khuya, khách còn ăn uống. À dạ, gọn, dạ gọn. Ngắn gọn. Ngắn gọn. Ngắn gọn. Dạ, ngày lành, tháng tốt, Út Sang xin chúc mừng cho hai cháu mọi điều tốt. Hết hả? Dạ, hết rồi đó. Dạ, vỗ tay. Dạ, tôi là đại diện hội nhà trai. Hôm nay là ngày trọng đại của hai con. Tôi thì người nhà quê cũng không biết nói gì. Chữ nghĩa thì cũng ít, câu từ cũng lủng củng. Thôi tôi nói cũng gọn lại cái là tôi chúc cho hai con đây trăm năm hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, tôi là dạ cũng người nhà quê chung sớm với chị. Dạ, tôi cũng không biết nói gì. Tôi xin nói vài lời cho nó gọn cho quý vị còn nhập tiệc. Dạ, bây giờ mình cũng không có giỏi á, cho nên là cũng không biết, không có cái văn nói. Dạ, mình nói gọn gàng cái là quý vị nhập tiệc luôn. Dạ, tôi là má của ông Phát. Tôi xin phát biểu gãy gọn để mình cũng vô ăn tiệc luôn. Má, má. Dạ. Má đang nói lại cái nãy đó má. Dạ, dạ gọn, gọn gọn hả con? Dạ, gọn. Dạ, tôi xin phép bà con hai họ là tôi sẽ nói gọn gàng để quý vị quan viên hai họ mình nhập tiệc luôn. Dạ, bị dưới quê cũng không có gành lắm. Nói nhanh đi, nó buồn quá. Dạ, dạ, anh đợi đợi chút nha. Tôi không có biết nói gì, bị gì, tôi chỉ có tiền thôi à. Cho nên là tôi giờ con tôi đám cưới tôi vui quá. Má không biết nói gì với hai con. Thôi giờ tôi nói gãy gọn, tôi cho mỗi đứa cái hộp xoàn 5kg. Má không có gì cho tụi con ngoài tiền bạc cái hộp xoàn hết trơn á, đứa chín là con. Vui quá. Dạ, cảm ơn cả nhà. Vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, cuộc sống huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Alo, trời ơi, gỗ ơi. Ơi, nổ 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 nổ. Nổ. Vô con mắt coi nè. Ôi, không sao, không sao nụ ơi. Cái này coi như là lọc vậy đó nha. Không chừng đêm nay có người hốt con đó. Là lọc đâu không thấy. Thấy vừa mất bạn trai mà vừa bị bắn vô con mắt, đau quá cô Út ơi. Dạ, dạ, thưa gia đình, dạ đây. Dạ, rượu đỏ. Ê, cậu, cậu, cậu. Nó cưới người ta, nó cưới người ta. Cái này đi, con dâu chú rể đó. Dạ. Út Sang xin mời ly rượu này với bà con luôn. Dạ hai chị, 1, 2, 3. Hôm nay là cũng ngày vui của hai con. Sẵn có cậu Út bên nước ngoài về, tôi cũng mạn phép xin mời chị một ly, mời cậu Út một ly. Ô dạ được chứ. Dạ, dạ được. Được chứ, vô chứ. Má, dạ. má. Hả? Con dặn má 2 ly thôi. Chứ ba ly là phải giữ bảy. Gia đình má nhớ không? Chị xui chị mời mà mình phải uống chứ, uống cho dạ. Chị vui. Ừ, vô. Rồi bà con vô luôn ha. Vô luôn. Dạ, 1, 2, 3.
Vô. Má, má. Rồi, má ly. Rồi xong. Xíu phải để ý má chưa? Chị ổn không chị? Dạ ổn chứ. Dạ. Trời ơi, sao vậy chị hai? Dạ nước cục con không có gì. Ủa mà đám cưới sao mình không có làm gì vui vui ta? Cái này vui lắm. Cái này là coi như đám cưới nào cũng phải có hết. Là có cái phần mà cái quăng cái đó hoa may mắn từ cô dâu đó. Những người khách nào độc thân đến dự đám cưới ngày hôm nay, chúng ta hãy cố gắng giành giật được đóa hoa này trong tay cô dâu để đem về sự may mắn cho mình. Chị dạ. Có ở giá không? Dạ, tôi chị ở giá mà. Ừ, dạ. Ở giá xuống chụp bông chị. Ủa dạ? Dạ. Dạ. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu với rể xưa là giường thôi. No. Lên cậu. Lấy vợ luôn cậu. Hãy cho tôi một lý do. Hãy cho tôi một lý do để tôi muốn yêu trở lại. Còn đó trong tôi một nỗi lo tình yêu sẽ nhạt phai. Hey hey, giờ trái tim tôi thành giá băng vì em đã nợ tôi lừa. Người hỡi hãy cho tôi một lý do để tôi muốn yêu trở lại. Để cho em cứ ra đi hoài, vì yêu em quá nên tôi đã bao đêm nằm ngóng trông. Còn yêu đâu nữa, cớ sao em còn dối gian hoài, bỏ mặt tôi đứng đây chìm giữa cơn mưa buồn xót xa. Em ơi có biết em đã làm chết trong tôi, đừng ước muốn có em bên mình để được cùng sống cơn đời. Hãy cho tôi một lý do để tôi muốn yêu trở lại. Còn đó trong tôi một nỗi lo tình yêu sẽ nhạt phai. Hey hey, giờ trái tim tôi thành giá băng vì em đã nợ tôi lừa. Người hỡi hãy cho tôi một lý do để tôi muốn yêu trở lại. Hãy cho tôi một lý do để tôi muốn yêu trở lại. Còn đó trong tôi một nỗi lo tình yêu sẽ nhạt phai. Hey hey, giờ trái tim tôi thành giá băng vì em đã nợ tôi lừa. Người hỡi hãy cho tôi một lý do để tôi muốn yêu trở lại. Em mà nhậu nhẹt như vậy nữa em thề với chị là cho đám cưới một phát nó sập sân khấu đi. Em xin lỗi chị hai, để em cứu lại. Ai coi tập này like mạnh share mạnh, tôi thề tôi sẽ ra tập 4. I swear. Đợi cái này trước đi. Ôi nè, cảm ơn nè. Anh cưới con tôi giờ nó sập rồi, giờ sao? Cậu là tại cậu á. Cậu không dám gì đó. Anh ơi, tôi biết không? Đám cưới sao? Cậu bị tổ chức cho tôi đó. Tại đó. Quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân sẽ lên trên đầu, xuân sẽ lên đã về. Tin chúc rất vui mừng đã mùa xuân, xuân xuân nơi xuân đã về. Tin chúc mừng như gặp bao nhiêu mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào. Tin chúc mừng như gặp nhiều an vui.
Good.